Đống ngao này, vỏ ngao này mới anh nhỉ? Đống vỏ ngao này mới phải không anh? Xong rồi cho ai lấy đi không? Ai lấy đi à? Phí quá nhỉ? Ngao chết rồi. Ngao chết là họ làm, họ xuất khẩu cái xong rồi là họ cái vỏ bỏ ra đây. Không, nó sàng. Dạ. Sàng. Sàng là như nào? Bắt ở dưới biển lên rồi tới cái kia sàng. Đến cái chỗ đằng kia. Thì phải phải luộc cái gì nó mới lấy được cái vỏ này. À, chết. Nó tự chết à? Thế là lấy cái ruột. Không, chết luôn cả. Thế xong nó vứt cả con đi luôn à? Nó chết ngửa hết luôn. Ôi đây là những con chết à? Thế à? Quý nhỉ? Thế là những con này không dùng được? Chết rồi dưới bãi. Nó chết luôn dưới bãi bỏ đi. Xong là đánh máy đem. À, để vứt đi. Còn những con mà còn sống thì mới sàng. Mới sàng đi. À đây là sàng ra nữa à? Tôi hiểu rồi. Kia là cái sú đúng không anh? Cái vẹt, cái vẹt. Đẹp quá nhỉ. Chồng nó bảo. Còn cái đường trắng trắng kia là cái đường của cồn nổi đấy đúng không? Đang làm đấy đúng không anh? Sắp sửa xong là đi được đấy. Thế nhỉ? Đi xe điện. Đi xe điện chứ không đỗ ô tô à? Em không đỗ, nhưng mà nghe nói là đi xe điện. Nghe bảo xe này. Đây là con ngao đây này. Đấy. Con ngao đen. Con ngao đen à? Ngao đây họ có bán không anh? Có, đấy, người ta bán. À họ bán. Họ bắt phải bán này. Thế là bây giờ mình hỏi là họ sẽ bán đúng không? Con ngao này ăn đấy. Ngon không? Được nhưng mà phải ngâm đi. Phải ngâm lâu không anh? Cho nhà đất mà mình bắt được cạn thì không có đất. À. Con ngao này ngao biển đấy đúng không? Anh có cái sạp nào ở trên kia không? Chòi. Vâng. Anh có hai chòi cả. Wow. Mỗi một chòi như thế thì một mùa thì được có nhiều con ngao không? Không. Đằng kia thì đi chụp kia. Hai chòi thế có phải canh suốt ngày đêm nhỉ? Không. Chòi nhà em đây còn cái chòi ngao kia đấy mình ở nhờ. Chòi ngao ở nhà. Năm nay có được nhiều tiền không? Năm nay có mà. Có. Tại sao vậy? Năm nay ngao chết. Không bán được. Không có được mà. Cảm ơn anh nhá. Phát gì cơ? Kia có người chết. Vâng.